nhìn kìa các em, con diều đẹp quá. Hãy thử làm nó bay lên đi. Đừng bỏ cuộc nhanh vậy chứ. Chắc chắn các em có thể làm được mà. Ý hay lắm Chili. Cách này sẽ được đó. Sắp được rồi. Các em đừng bỏ cuộc nha. Nhìn kìa, Sunny nói đúng. Con diều bị thủng một lỗ lớn rồi. Giỏi lắm các em. Anh biết các em có thể làm được mà.